Tháng 12 năm 1872 tại Bucharest, Romania, người dân đang tận hưởng buổi tối Noel ấm áp thì một điều bất thường đã diễn ra. Đến 9 giờ tối, mọi người ra ngoài trong thời tiết khác thường, một đám mây ùm kéo đến khiến cho bầu trời đen kịt. Cơn mưa bắt đầu tấn công những người đi đường. Thế nhưng cái điều khiếp sợ là không hề có giọt nước nào cả, thay vào đó là vô số những con giun bé xíu xiu phủ dày trên mặt đất, bò lồm cồm khắp nơi. Nếu như các bạn nhìn thấy cảnh tượng mưa giun này, chắc chắn sẽ nôn tháo ra cho mà xem. Người ta nghĩ rằng đây thực sự là cảnh tượng của ngày tận thế. Ngày 29 tháng 5 năm 2015, tại công viên Eisenhower, Denison, bang Texas, Mỹ, sau trận mưa lớn, hàng nghìn con giun xếp hàng dọc giữa đường, chúng ở nguyên trong đó suốt 2 ngày mà không xi nhê gì cả. Tuy nhiên, những con giun đã nhanh chóng tìm đường về với đất mẹ trước khi bị mấy con chim sơi tái. Có một số giả thuyết được đặt ra, hiện tượng mưa giun là do giun bị bão, vòi rồng hay gió to cuốn phăng đi rồi rơi xuống. Mặc dù nghe có vẻ hợp lý, thế nhưng giả thuyết này lại không giải đáp được vì sao cơn mưa giun lại xuất hiện vào lúc thời tiết ôn hòa, chúng chỉ rơi tập trung vào khoảng diện tích hẹp thôi. Có người cho rằng giun do đàn chim thả xuống, nhưng mà làm sao chim cắp được hàng trăm ngàn con giun còn sống như thế được? Cho đến nay, mưa giun vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đối với các nhà khoa học. Thứ hai, mưa máu. Từ thời cổ đại, xoay quanh những cơn mưa máu vẫn còn vô số những câu chuyện và giả thuyết bất ngờ. Quan sát bằng mắt thường, hiện tượng thời tiết này chẳng khác gì là một cơn mưa. Thế nhưng hạt nước trên trời rơi xuống lại có màu đỏ như máu. Ngày 17 tháng 8 năm 1841, tại tiểu bang Tennessee của Mỹ, xuất hiện một đám mây màu đỏ có hình thù quái dị. Bất ngờ sau đó là máu, mỡ cùng với những thớ thịt tanh tưởi rơi xuống vùng đất này. Giới khoa học đến nay vẫn chưa thể giải thích được những nguyên nhân. Ngày 4 tháng 3 năm 2006, tại Kerala thuộc Ấn Độ, cũng đổ xuống một trận mưa máu kinh hoàng. Nguyên nhân lý giải là do nước mưa bị nhuộm màu đỏ của loài tảo biển Rhodophyceae. Thế nhưng câu hỏi đặt ra, làm thế nào mà loài tảo này leo lên đến tận những đám mây rồi gây mưa được chứ? Nhiều người có niềm tin mãnh liệt đây là sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa do việc tàn phá trái đất. Hãy cùng bảo vệ môi trường và trái đất các bạn nhé, nếu như các bạn không muốn đi dưới một cơn mưa máu như thế này, nhớ nha. Thứ ba, mưa sữa. Không phải là sữa bò, sữa dê mà các bạn yêu thích đâu nha. Một cơn mưa trắng đục như sữa đã xuất hiện tại 15 thành phố ở Mỹ vào năm 2015. Mẫu nước đã được thu thập gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Các chuyên gia cho biết họ đã cho một số giả thuyết về hiện tượng này, thế nhưng chưa khẳng định được gì cả. Một số giả thuyết cho rằng mưa sữa do tro bụi từ các miệng núi lửa ở Mexico và Nga bị gió cuốn bay lên hòa cùng với nước mưa rồi rơi xuống gây nên hiện tượng lạ. Nhà khí tượng học Derek Van Dam nêu một giả thuyết rằng tro bụi từ núi lửa ở tây nam Colima, Mexico hòa vào nước mưa đã gây hiện tượng trên. Núi lửa cạnh nơi có mưa sữa 2.000 dặm. Dù sao thì cơn mưa trắng đục như sữa này cũng làm đau đầu các nhà khoa học trong một thời gian dài đấy. Thứ tư, cơn mưa xanh lá. Đã bao giờ các bạn từng nhìn thấy một cơn mưa xanh lá, xanh lè lẹt chưa các bạn? Tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 11 tháng 6, những cơn mưa trước gió mùa có màu xanh lá cây và màu vàng đã ập xuống thị trấn. Cơn mưa màu quái dị này đã làm cho người dân vốn đam mê tín hoảng sợ. Họ cho rằng đây là sự trừng phạt, cơn thịnh nộ của các vị thần và nữ thần Hindu. Người dân đổ xô đến các ngôi đền để cầu nguyện. Tuy nhiên thì các nhà khoa học đã vào cuộc nghiên cứu, nguyên nhân khiến tất cả đều ngã ngửa. Thì ra, màu sắc của những cơn mưa này là do chất bài tiết của những con ong tiêu thụ loại phấn hoa từ xoài, dừa và cỏ. Những giọt màu xanh lục có lẽ đã bị rửa trôi bởi mưa từ lá cây. Người dân trong làng sẽ được thông báo về việc phát hiện của các nhà khoa học và kêu gọi đừng hoảng sợ. Rồi, nó chỉ thuộc về hiện tượng tự nhiên thôi và không hề có tâm linh gì đây cả. Hết hồn nha. Thứ năm, mưa tiền. Cơn mưa được mọi người dân đón nhận, họ reo thích thú, chắc có lẽ chỉ có cơn mưa tiền thôi phải không mọi người? Điều đặc biệt là mưa tiền đã từng xuất hiện rất nhiều lần ở khắp mọi nơi trên hành tinh của chúng ta. Mới đây thôi, vào tháng 11 năm 2021, chiếc xe chở tiền đi từ San Diego đến văn phòng của công ty bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ bỗng nhiên bị bật mở trên đường cao tốc. Điều này có nghĩa là tất cả túi tiền đều văng ra ngoài, tiền bay tung tóe khắp nơi. Rất nhiều tài xế đã dừng xe, lao ra đường để nhặt tiền, cứ như là trúng số vậy đó các bạn. Họ tỏ ra vô cùng phấn khích, thậm chí là nhảy múa. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI sau đó đã phải vào cuộc để truy tìm những ai nhặt được tiền. Số tiền này thuộc về ngân hàng và họ buộc phải giao nộp lại.
Ngoài ra, những cơn mưa tiền cũng từng được ghi nhận xuất hiện tại Pháp, Đức và Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính cơn mưa tiền đã gây ra cuộc hỗn loạn giao thông tại Dubai đó, ước tính có hàng ngàn tờ mệnh giá 500 dirham đã bay xuống đường. Các bạn biết không, theo nhiều nguồn tin cho biết, giá trị số tiền từ trên trời rơi xuống này phải lên đến hơn nửa triệu bảng Anh, tương đương tới 17 tỷ đồng tiền Việt của chúng ta. Rất có thể nha, một vị đại gia hay là tỷ phú nào đó cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán cho nên đem tiền đi phân phát chẳng hạn. Trời ơi, tôi ước gì tại Việt Nam của chúng ta cũng xuất hiện cơn mưa tiền như thế này các bạn ha. Đúng là làm giàu cũng không khó lắm mà. Thứ 6, mưa nhện. Trên thế giới có một nỗi sợ mang tên Arachnophobia, hội chứng sợ nhện. Vâng, tin tôi đi, nếu như các bạn mắc hội chứng này thì sẽ chẳng bao giờ muốn gặp cơn mưa nhện kỳ quái này đâu. Mưa nhện xảy ra khá phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Tại một thị trấn nhỏ, Goulburn ở Australia, vừa phải hứng chịu hiện tượng kỳ lạ xảy ra vào một ngày trời u ám. Vô số những con nhện nhỏ xíu xiu đã phủ kín khắp mặt đất. Loài nhện này sử dụng một kỹ thuật di chuyển đặc biệt được gọi là tóc thiên thần. Theo đó nha, chúng sẽ tìm các ngọn cây và giăng tơ, sau đó đu vào các sợi tơ để văng mình ra xa. Kỹ thuật này được các nhà khoa học xác định là lý do tại sao nhện lại xuất hiện trên khắp các châu lục đấy. Thứ 7, mưa bóng golf. Thế giới đã từng chứng kiến một trận mưa chỉ toàn là bóng golf từ trên trời rơi xuống vào năm 1969. Theo đó, vào thời gian này, sau một trận mưa thì có hàng trăm quả bóng golf từ đâu đến, bóng ào ạt rơi xuống đường phố Punta Gorda, Florida, Mỹ. Điều khiến cho bất cứ ai cũng ngạc nhiên là quanh khu vực này không hề có bất cứ sân golf nào đang hoạt động hết nha. Không biết là bằng phương pháp thần sầu nào luôn mà chúng lại bay lên được. Rồi, mới đây thôi, cư dân sinh sống tại chung cư Eco Lake View, Hoàng Mai, Hà Nội cũng phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ sẽ bị bướu đầu do là những quả bóng từ sân tập golf liên tục bay trên trời, trúng vào người đi đường, kính ô tô. Rất có thể sân tập này sẽ phải đóng cửa tạm thời sau khi nhận được ý kiến trái chiều của người dân đấy. Thứ 8, mưa cự đà đóng băng. Vào năm 2008, bang Florida, Hoa Kỳ là nơi từng chứng kiến một trận mưa không có nước mà chỉ toàn là cự đà xanh đóng băng, nằm ngửa bụng rơi từ trên trời xuống rất khó hiểu luôn các bạn. Thậm chí, nhiều người còn thấy kinh hồn bạc vía. Giải thích cho trận mưa dị thường này, các chuyên gia cho rằng cự đà là loài thằn lằn máu lạnh. Khi gặp thời tiết quá lạnh thì chúng sẽ bị đóng băng tê cứng, không thể nào vận động được. Và chính vì thế, những chú cự đà mới rơi xuống đất tạo thành cơn mưa kỳ quái như chúng ta đã biết đấy. Không phải tất cả các cự đà ở Florida rơi trên nền đất đều chết. Thực tế, nhiều con bị đông cứng trong trạng thái tạm ngừng hoạt động thôi. Một số sẽ hồi sinh khi cơ thể ấm lên. Điều này cũng khiến cho cự đà trở nên vô cùng nguy hiểm đối với những người chạm vào chúng, bởi vì chúng có thể tự vệ khi cử động được đấy. Thứ 9, mưa rắn, mưa cóc nhái. Trời, nói thiệt với bà con chứ, chỉ cần nhìn thấy con rắn nó bò ngoằn ngoèo trên đường thôi là tôi đã co giò chạy mất dép rồi nha quý vị. Thế nhưng, nếu như có cả nghìn con rắn từ trên trời rơi xuống, thì ta nói cái độ khiếp sợ phải gọi là dương vô cùng tận. Ấy vậy mà thế giới đã từng ghi nhận những cơn mưa rắn như thế xuất hiện rồi nha. Theo ghi chép, từ trận mưa rắn khiến cho nhiều người thất kinh bạc vía xảy ra vào tháng 1 năm 1877 tại vùng Memphis, Hoa Kỳ. Từ bầu trời rơi xuống vô số bé na nhầy nhụa, gớm ghía, chúng có chiều dài khoảng nửa mét. Trận mưa lạ lùng này vẫn chưa được lý giải thích đáng. Lịch sử thế giới đã từng ghi nhận đến 4 trận mưa cóc nhái đã xảy ra. Trận mưa thứ nhất xảy ra ở thành phố Toulouse ở Pháp vào năm 1804. Lần thứ hai là ở khu vực làng Ankeny, Anh vào năm 1863, lần thứ ba là ở bang Iowa, Mỹ vào năm 1882, và trận mưa cóc nhái kinh khủng nhất xuất hiện ở thị trấn Ozaci, Serbia. Lý giải cho hiện tượng này thì các nhà khoa học phần lớn đều cho rằng đó là do những trận lốc xoáy mạnh đã cuốn theo những con cóc và nhái có trọng lượng nhẹ từ những khu vực ao hồ xung quanh. Và tình cờ, sau hàng nghìn dặm đường, những cơn lốc xoáy đã dần suy yếu. Khi mà mưa xuất hiện thì cũng là lúc những con vật bị cuốn theo này cũng lả tả rơi xuống đất cùng với những cơn mưa. Thứ 10, mưa thịt.
Các bạn ơi, những cơn mưa thịt đã từng xuất hiện trên thế giới khiến cho không ít nhà khoa học phải đau đầu. Vào năm 1876, một cơn mưa toàn là thịt tản của bê cừu đã rơi xuống bang Kentucky, Hoa Kỳ. Theo đó nha, là vào năm 1850, một trận mưa thịt bò tươi cũng đã rơi xuống bang North Carolina, Hoa Kỳ. Có một điều không thể nào hiểu được là trước khi xảy ra mưa thịt á, thì thời tiết ở những khu vực này đều rất là bình thường mà. Thậm chí có nhiều chuyên gia còn cho rằng những thứ kỳ lạ rơi xuống ấy không hẳn là thịt mà rất có thể là một loại vi khuẩn nào đó đã đóng băng thành thành trông giống như là thịt rồi rơi xuống mặt đất. Cho đến nay, các cơn mưa kỳ lạ thậm chí có phần kinh dị hơn cả phim vẫn đang gây rất là nhiều tranh cãi, là những bài toán khó khiến cho các nhà khoa học phải vò đầu bứt tai đấy các bạn. Và các bạn thấy ha, trên trái đất của chúng ta vẫn còn rất là nhiều điều kỳ lạ mà con người chưa khám phá hết được đâu. Các bạn thân mến, vậy là video của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nha. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Nghiện Khám Phá tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các video thú vị sau các bạn nha.